Liên quan đến vụ truy bắt đối tượng nghi dùng súng cướp tiệm vàng, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận Tân Bình vẫn đang lấy lời khai Nhữ Ngọc Long, sinh năm 2000, tỉnh Đắk Lắk. Tại Công an, Long khai nhận do thiếu nợ nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Tối mùng 2 tháng 12, Long tháo biển số xe máy, bỏ vào cốp xe rồi lấy xe đi nhiều nơi. Trên đường đi, Long ghé tiệm tạp hóa ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, mua một khẩu súng nhựa với giá 50.000 đồng bỏ vào ba lô. Tiếp đó, Long đi tới tiệm game ở quận 10 chơi đến sáng hôm sau. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 12, Long chạy xe máy rảo quanh nhiều tiệm vàng ở đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình thám thính. Sau khi quan sát các tiệm vàng tại đường này, Long chọn tiệm vàng H để ra tay do tiệm này ít người, lại không thấy nhân viên bảo vệ. Chiều cùng ngày, Long đội nón bảo hiểm mang ba lô đi vào tiệm vàng H với ý định cướp. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng sớm phát hiện và truy hô nên Long hoảng sợ bỏ chạy ra mà chưa cướp được vàng. Long tẩu thoát rồi vào một tiệm game ở đường Hoàng Diệu, thành phố Thủ Đức chơi và nghỉ ngơi. Sau đó, Long tiếp tục đi khảo sát 5 tiệm vàng khác trên đường An Bình, tỉnh Bình Dương với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, do thấy các tiệm vàng đông người nên Long quay lại tiệm game chơi và ngủ lại. Đến chiều mùng 4 tháng 12, Long lấy xe đi thì bị trinh sát bắt giữ.